Vâng, và bây giờ Cường Nguyễn sẽ biểu diễn cho chúng ta một bài Thêm Sơn Kinh. Đấy, anh đang thâm nhập vào thị trường thế giới mafia. Anh đang biểu diễn nghệ thuật, võ thuật, biểu diễn nghệ thuật, hip hop. Vâng, rất siêu sao, kinh dị, vừa siêu sao vừa kinh dị. Cường Nguyễn, anh không biết anh là đệ tử của môn phái nào, do anh tự, chắc là do anh tự sáng lập về môn phái Thái Âm Chân Kinh. Cường Nguyễn, anh là bố đẻ Thái Âm Chân Kinh, cha cụ tổ rất đẳng cấp. Mua rất giỏi, võ sư cao cấp. Chi siêu sao, chỉ là do anh quá mơ mộng thôi. Võ thuật đặc trưng. Anh đang đi đâu đây? Wow, rất kinh dị.